Vậy là chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa, VinFast sẽ chính thức giới thiệu tới khách hàng Việt 4 mẫu xe, bao gồm chiếc sedan Lux A2.0, chiếc SUV Lux SA 2.0, mẫu xe nhỏ Fadil và mẫu xe máy điện thông minh Clara tại khuôn viên của Công viên Thống Nhất Hà Nội. Trên hình lúc này chính là cổng chào nằm tại mặt đường Trần Nhân Tông, phường Lê Đại Hành. Từ cổng tiến vào, các bạn có thể thấy công tác chuẩn bị đang được gấp rút hoàn thiện. Đây có thể nói là một sự kiện lớn được đông đảo người tiêu dùng Việt quan tâm và theo dõi. Mời các bạn cùng Auto Daily đi một vòng để tìm hiểu nhanh các khu vực trưng bày của buổi lễ ra mắt. Đầu tiên là khu vực trưng bày dòng xe máy điện thông minh Clara, xe sở hữu kích thước dài, rộng, cao, lần lượt là 1850mm, 730mm và 1130mm, khối lượng khô là 95kg cho bản dùng pin lithium và 116kg với bản dùng acquy axit trì. Chiều cao yên là 760mm, cốp thể tích 22 lít, mẫu xe điện Clara sẽ có hai phiên bản, bản cao cấp sử dụng pin lithium của Bosch và bản sử dụng acquy axit trì. Tại thời điểm này, nếu như quý vị và các bạn đặt mua xe thì sẽ được áp dụng chính sách ưu đãi đặc biệt. Xe có khả năng di chuyển quãng đường lên đến 80km chỉ với một lần sạc đầy. Thời gian sạc của bản pin lithium là 4 tiếng, dung lượng pin đạt 90% và sạc đầy mất 6 tiếng, tốc độ tối đa đạt 50km/h. Cục pin lithium được thử nghiệm với 1.000 lần sạc vẫn hoạt động bình thường và duy trì khả năng lưu trữ lên đến 70% dung lượng thiết kế. Tiếp theo là khu vực trưng bày 3 chiếc xe hơi như các bạn đang thấy. Chiếc SUV Lux SA 2.0 và sedan Lux A 2.0 có lẽ sẽ là hai mẫu xe được rất nhiều người quan tâm vì khi được ra mắt tại Paris Motor Show, các kênh truyền thông nước ngoài tốn không ít chất xám để dành lời khen cho hai sản phẩm này. Và có lẽ các bạn cũng không thể bỏ qua mẫu xe hatchback cỡ nhỏ nhà VinFast là Fadil. Đây vẫn là một chiến binh mang nhiều ẩn số về trang bị cũng như thông số động cơ. Khu trưng bày xe VinFast tại Công viên Thống Nhất sẽ mở cửa cho đông đảo công chúng đến tham quan, mua sắm từ 17 giờ đến 21 giờ ngày 20 tháng 11 và từ 9 giờ đến 21 giờ ngày 21 tháng 11. Lễ ra mắt, mở bán và nhận đặt xe của VinFast tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra từ 16 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 11 và 9 giờ đến 22 giờ ngày 26 tháng 11 năm 2018 tại khu đô thị Vinhome Central Park. Các bạn cũng đừng quên subscribe kênh YouTube của Auto Daily để cập nhật những thông tin cụ thể về các mẫu xe nhà Vin. Xin chào và hẹn gặp lại.